Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của CanFit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy HP nha các bạn, HP DV6 6156SF. Cái mã men của nó này nha các bạn, các bạn quan sát nó hơi khó. AB6200-D00R nha các bạn. Đây là cái men của DV6. Hiện trạng của cái men này đó là sau khi mình đã kiểm tra nguội nha các bạn, thì mình đã phát hiện được ở vị trí nguồn 1.5V nha các bạn. Ở vị trí nguồn 1.5V nó đang bị sọt. Nguồn này cấp cho RAM nha các bạn. Nguồn này cấp cho RAM, hiện tại nó đang bị sọt. Bây giờ mình sẽ đo nguội cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo nguội cho các bạn xem là tại vị trí cuộn dây nha các bạn. BL812 hiện tại nó đang bị sọt so với mát. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo. Đây các bạn quan sát là mình sẽ đo tại vị trí đây nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là hiện tại nó đang bị về không luôn nha các bạn. Đó, cuộn dây này nó đang về không luôn. Ok. Thì ở một cái main hoặc là một cái máy hiện trạng nó đang bị sọt mà không phải là nguồn 19 nha các bạn, thì mình cũng có thể dùng một cái cách tách chạm là mình dùng cấp nguồn DC nha các bạn vào để mình tách chạm. Nhưng ở đây mình sẽ có một cách khác, đó là mình do là nó cái vị trí mình sẽ xác định nó rất là nhanh khi mà mình biết được cái cuộn dây nào, cái nguồn nào nó bị sọt nha các bạn, thì mình sẽ nhấc cái cuộn dây đó ra. Cuộn dây nó giống như là một cái cầu nha các bạn, các bạn nhấc cuộn dây ra thì các bạn sẽ biết được cái vị trí nào, vị trí ở bên trong con IC nó bị sọt hay là phía ngoài nó cấp đi nha các bạn, nó bị sọt thì mình sẽ loại trừ. Từ đó mình sẽ phân ra xem là vị trí trước hay là sau cái nguồn 1.5V này nó bị sọt nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ biết được cái vị trí nào và mình sẽ xử lý cái vị trí đó nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ nhấp cái cuộn dây này lên nha các bạn. Đó, mình sẽ chấm màu hàng vô để mình nhấp cái cuộn dây này cho nó nhỏng lên nha các bạn. Để mình cách ly cái cuộn dây này lên để xem coi vị trí phía bên ngoài hay là vị trí trừ cái con IC nguồn 1.5V này nó bị lỗi nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nhấp cuộn dây lên. Phía bên này nha các bạn, phía bên này là vị trí từ phép đưa ra và đi ngược vào là vào CPU nha các bạn. Còn phía bên này là phía nguồn 1.5V đưa ra ngoài nha các bạn. Cuộn dây thì nó có tính chất là nó sẽ lọc nhiễu nha các bạn, cho cái nguồn ra nó ổn định hơn. Nó lọc nhiễu và cho cái nguồn ra mình nó ổn định để cho cấp con IC hoặc là các linh kiện thiết bị ngoại vi nó được ổn định cái nguồn nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ nhấp cuộn dây lên.
Rồi, mình vừa nhóc cái cuộn dây lên xong nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, mình vừa nhóc cái cuộn dây lên nha các bạn. Đây. Là các bạn cũng có thể quan sát thấy ra. Bây giờ mình sẽ đo xem là phía bên này hay phía bên này nó bị sọt nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ mình nha. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ. Mình sẽ đo phía bên đây trước nha các bạn. Ồ, như vậy là phía bên đây nó bị sọt nha các bạn. Đó, phía bên đây nó đang bị sọt luôn. Rồi mình đo lại bên đây xem nó hết sọt chưa. Rồi, phía bên đây là nó hết sọt nha các bạn. Đó, tổng trở nó đã cao rồi. Thì như vậy mình có thể xác định được là phía bên từ IC qua hai con phép và đến cuộn dây là nó cái ok nha các bạn, cái nguồn nó không bị sọt. Nhưng mà phía bên đây, phía này là sẽ cho ra nguồn 1,5V và cấp đi nha các bạn. Cấp đi các thiết bị ngoại vi, các linh kiện khác thì nó đang bị sọt. Bây giờ bắt đầu mình sẽ dò xem có các cái tụ nào ở phía sau này có hiện tượng rò rỉ gì không nha các bạn. Sau khi mình dòm xi ma thì phía nguồn 1,5V đưa ra nó sẽ có những cái tụ là BC130 nha các bạn. BC130 đây là vị trí BC130 và mình xem coi BC105 là như không có nè, BC101 nó sẽ có những cái con BC105 là không có nè nha các bạn. BC101 như vậy là ở đầu ra nó sẽ có hai con nha các bạn. Đây, một cái con to là con BC130 và một cái con tụ nhỏ này nha các bạn. Đây là BC101. Đây là hai cái con tụ nguồn ra. Bây giờ mình sẽ làm theo cái cách là mình sẽ cách ly cuộn dây lên nha các bạn, xem nó có hết sọt không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cũng sẽ sử dụng cái cách cách ly cuộn dây, xem hai cái tụ ra này nó có hết sọt hay không. Còn nếu không là mình sẽ dò nó đi tiếp nha các bạn, xem nguồn quanh rử nó đi ở vị trí nào thì mình sẽ cách ly vị trí đó lên. Rồi bắt đầu mình sẽ cách ly cái tụ 330 này lên nha các bạn. Tụ 330 đây là cái vị trí BC130. Rồi mình cũng vừa cách ly cái tụ này lên nha các bạn. Mình cũng vừa cách ly cái tụ này lên nha các bạn. Đó, mình cũng vừa cách ly cái tụ này lên. Bây giờ mình sẽ đo xem nó hết sọt chưa nha các bạn. Wow, vẫn còn bị sọt nha các bạn. Ok các bạn, nó vẫn còn bị sọt. Nó vẫn còn bị sọt nha các bạn. Như vậy cái tụ BC130 ok nha các bạn. Tụ BC130 là ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo là mình sẽ cách ly cái tụ BC101 nha các bạn. Một cái tụ nhỏ, một cái tụ nhỏ BC101, một cái tụ nhỏ này nha các bạn. Mình xem coi nó có hết sọt hay không. Ở cái tụ nhỏ này thì mình sẽ khò bóc ra nha các bạn. Rồi mình vừa bóc ra con BC101 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại xem còn sọt hay không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình nha. Wow,
Ồ, như vậy là tổng trở đã lên cao nha các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ, như vậy là tổng trở đã lên cao. Như vậy nguyên nhân ở cái men này khi mà bị sọt cái nguồn 1 vanh rữ là do cái tụ BC101 nha các bạn. Như vậy nguyên nhân là do cái tụ BC101 tại vị trí này. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây nha các bạn. Tại vị trí này, sau khi mình bóc cái tụ BC101 ra thì máy đã hết sọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái tụ khác nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái tụ khác và mình sẽ gắn vào để cho cái men nó liền lạc nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn lại cái tụ BC130 nha các bạn. Mình sẽ hàn lại cái tụ BC130, mình hàn lại cái cuộn dây. Mình hàn lại cái cuộn dây nha các bạn, và mình đã kiếm được một cái tụ khác nha các bạn, một cái tụ BC101 khác. Mình sẽ gắn vào vị trí đó nha các bạn cho cái men nó liền lạc. Bây giờ mình sẽ gắn từng con lại nha các bạn. A few moments later. Rồi, như vậy mình đã gắn lại hết các thiết cái linh kiện nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại tại vị trí cuộn dây BL812 nha các bạn. Xem tổng trở nó ok chưa, và bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn RAM CPU vào nha các bạn. Rồi, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok các bạn. Như vậy là tổng trở đã lên cao. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn RAM CPU và mình sẽ cho nó xuất hình nha các bạn, xem máy nó có xuất hình hay không. Trước tiên mình sẽ cắm vào, mình sẽ đo cho các bạn xem là nguồn 1 vanh rữ nó có chưa nha các bạn. Sau đó mình mới cho nó xuất hình nha các bạn. Mình sẽ làm từng bước. Sau khi mà mình đã loại bỏ được cái tụ BC101 thì cái nguồn RAM đã lên cao. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi mình sẽ đo tại vị trí BC130 nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ von của mình. Rồi máy có 1 vanh rưỡi nha các bạn. Máy có 1 vanh rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ đo tại cuộn dây BL812 nha các bạn. Rồi có 1 vanh rưỡi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ gắn RAM CPU và mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình nha các bạn.
Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn. À, xem máy có xuất hình không nha các bạn. Các bạn quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha. Rồi, máy có dòng boost nha các bạn. À, các bạn quan sát máy có dòng boost. Rồi, máy đã xuất hình nha các bạn. À, máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái main DB6 này là do bị lỗi cái tụ BC101 nha các bạn. Tại nguồn 1.5, sau khi mình đã thay thế cái tụ BC101 thì máy đã xuất hình, có nguồn 1.5 và đã xuất hình nha các bạn. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.